chài cước chân xích các bác nhé. Mắt hai phân. Đấy. Cái này của nó là mắt hai phân, chài sợi cước chân xích này. Túi đây là chài một dạng đánh cam hương các bác nhé. Mắt của nó là hai phân thì bắt con cá là bằng cái đầu ngón tay nhé. Đấy. Bắt cam hương. Đấy các bác thấy không ạ? Chân thì chân của nó là bằng xích các bác nhé. Đấy. Túi thì của nó đây. Đấy các bác có nhìn thấy túi không ạ? Túi của nó được 20-25 phân các bác nhé. Chài này của nó là cao 3m và nặng 4,6 kg, báo giá với các bác là 500k. Chài này thì nó xuống nhanh lắm, bởi vì chài cước chân xích đánh thì nó được đá, nó không bị chài hơn. Các bác không nên lấy chài cước, bao giờ phải lên lấy chân xích là hợp lý, hoặc là chân chì thì được. Đấy. Gồm có hai size, một loại là 3,6 kg, một loại là 4,5 kg. Báo giá các bác 3,6 kg, mắt hai phân, chạy cước chân xích 450, còn loại này là 4,6 kg, 4,5 kg là 500. Duy Trấn cung cấp toàn quốc, bao ship tận đến nhà. 500k bao ship các nhé. Mắt hai phân nặng 4,6 kg, mắt hai phân nặng 4,6 kg, 500k. Xin chào các bác nhé.